Mất răng là một tình trạng cực kỳ phổ biến, và trong một cái nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Y học của Việt Nam thì trong số 104 người cao tuổi thì có tới 86 người mất răng, chiếm tỷ lệ là 82,7%, và số người cao tuổi không mất răng chỉ là 18 người, tức là chiếm 17,3%. Và khi bị mất một chiếc răng thì điều cần thiết là chúng ta phải thay thế răng mới để giữ cho các răng còn lại được thẳng hàng, không bị xô lệch, giúp duy trì hình dạng của khuôn mặt và tránh ảnh hưởng tới cái việc ăn nhai hàng ngày. Mà hai trong số những lựa chọn phổ biến nhất giúp thay thế răng đã mất đó là làm cầu răng sứ và cấy ghép implant. Với cầu răng sứ thì đó là một răng giả được giữ cố định bằng các răng ở bên cạnh chiếc răng đã mất. Trong khi đó, với cấy ghép implant thì chúng ta sẽ sử dụng một chân răng nhân tạo đưa vào trong xương hàm. Sau đó thì là chúng ta sẽ lắp răng sứ bên trên hoặc là những cái cầu răng bên trên các implant. Và mỗi phương pháp thì đều có những cái thế mạnh riêng của nó. Một câu hỏi đặt ra đó là nên chọn cầu răng sứ hay là lựa chọn implant? Và với 10 năm cấy ghép implant điều trị khoảng trên 1.000 khách hàng thì tôi, bác sĩ Vũ Đức Duy, chuyên gia cấy ghép implant tại hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech, sẽ chia sẻ chi tiết đến các cô, chú, anh chị xem là chúng ta nên lựa chọn cầu răng hay là trồng răng implant để tốt hơn. Trước khi đi vào phân tích sâu hơn thì cô chú và anh chị có thể để lại bình luận những cái suy nghĩ của mình xem phương án nào mới là phương án tốt nhất, để chúng ta cùng xem là cái suy nghĩ đó có đúng hay không. Để đi đến quyết định trồng răng implant hay là làm cầu răng sứ thì bác sĩ sẽ làm một phép so sánh dựa trên 5 tiêu chí sau đây. Thứ nhất, đó là khả năng bảo tồn. Với kỹ thuật cầu răng sứ thì bác sĩ sẽ phải mài hai cái răng ở kế cận để làm trụ nâng đỡ cái cầu răng. Và theo thời gian thì những cái răng trụ này sẽ bị yếu dần đi, gây ra hiện tượng ê nhức, tụt lợi, đau buốt khi ăn nhai. Bên cạnh đó thì khi làm cầu răng sứ thì thức ăn dễ bị đọng lại ở giữa cái gầm cầu và cái vị trí sát với lại cái răng sứ ở bên trên, gây ra tình trạng hôi miệng hay là viêm nhiễm và các bệnh lý răng miệng khác. Trong khi đó thì với trồng răng implant có cấu trúc giống như răng thật, gồm 3 bộ phận, đó là trụ implant, abutment và mão răng sứ. Trụ implant thì sẽ được đặt vào trong xương hàm để thay thế cái chân răng. Và điều này thì vừa có thể khắc phục được tình trạng tiêu xương hàm, vừa không phải mài những cái răng thật ở xung quanh, từ đó bảo tồn tối đa những cái răng thật. Đây chính là cái ưu điểm mà cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cái phương pháp nào có thể làm được cái điều này. Và theo thực tế lâm sàng thì bác sĩ nhận thấy rằng có đến khoảng 90% những khách hàng sau khi làm cầu răng sứ thì sẽ gặp một số cái vấn đề, đặc biệt đó là hỏng các cầu răng sứ và hỏng các cái răng kế cận đó. Và sau cùng thì vẫn phải phục hình lại toàn hàm bằng phương pháp trồng răng implant. Tôi có thể cho cô chú và anh chị xem một vài ví dụ về những cái trường hợp mà đã làm cầu răng sứ bị hỏng và sau đó thì phải khôi phục lại bằng phương pháp cấy ghép implant. Và đây là một trong số những ví dụ khá là điển hình đến với nha khoa Lạc Việt Intech của chúng tôi. Thì khi mà đến thì cô có rất là nhiều những cầu răng sứ đã làm từ trước đây, thì mọi người có thể quan sát rất là rõ là những cái cầu răng sứ này hiện không thể hoạt động chức năng một cách tốt và có những cái vấn đề viêm nhiễm, tụt lợi, tiêu xương, đặc biệt đó là gây ra những cái cơn đau nhức khó chịu khiến cho cô không thể ăn uống sinh hoạt như bình thường. Sau đó thì chúng tôi đã phải loại bỏ toàn bộ những cái cầu răng sứ này và cấy ghép implant để khôi phục lại những cái răng đã mất của bệnh nhân. Và với cái kỹ thuật đang được áp dụng tại nha khoa Lạc Việt Intech thì chúng tôi dễ dàng có thể tiến hành cấy ghép lại toàn bộ những cái răng đã hỏng, đã mất của cô và khôi phục lại được khả năng ăn nhai toàn bộ hai hàm cho cô. Tương tự là một trường hợp mà chú đến với nha khoa Lạc Việt Intech với cái tình trạng có rất nhiều những cái cầu răng sứ, và thậm chí ở đây là có những cái cầu răng sứ là đã bị gãy, bị hỏng, dẫn tới là bây giờ không thể ăn uống được một cách bình thường. Đồng thời thì có những cái răng hỏng gây đau nhức, viêm nhiễm, khi ăn uống thì rất phiền toái và ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của chú. Sau đó chúng tôi đã tiến hành nhổ bỏ những cái răng bị hỏng, loại bỏ những cái cầu răng sứ và cấy ghép implant để khôi phục lại toàn bộ hai hàm của chú. Và bây giờ thì chú đã có những hàm răng và những cái nụ cười tươi tắn, khỏe mạnh trên khuôn mặt.
Thứ hai đó là những chỉ định áp dụng. Thì với cầu răng sứ thì chỉ được áp dụng cho các trường hợp mất một răng hoặc mất một số răng liền kề nhau với khoảng cách ngắn. Với trường hợp mất nhiều răng liền kề nhau hoặc mất răng toàn hàm thì phương án này là một phương án không khả thi. Hay những trường hợp mất răng số 7 mà không có những cái răng ở phía sau thì cầu răng sứ cũng không thể thực hiện được. Tại sao lại như vậy? Thì cô chú và anh chị hãy cùng theo dõi cái mô hình này của bác sĩ. Thì trên tay tôi đó là một cái mô hình của một cái hàm răng, trong đó có một số cái răng mất. Trong trường hợp này thì khi bệnh nhân mất những cái răng ở trong cùng và mất các răng liền nhau, không có cái răng tận cùng ở phía xa, thì chúng ta không thể làm được cái cầu răng sứ do không có đủ hai bên để làm trụ. Còn những trường hợp mất một răng đơn lẻ như thế này thì chúng ta có thể làm được cầu răng sứ vì có hai bên để làm trụ. Và khi mà làm cầu răng sứ thì chúng tôi sẽ phải mài nhỏ hai cái răng bên cạnh này để có thể lắp vào một cái cầu răng có ba răng và dựa trên hai cái răng thật này. Như thế thì đã gây tổn hại đến cái lớp men răng của hai cái răng thật này. Và với implant thì đây là một chiếc răng độc lập, không cần phải ký gửi ở bất kỳ vị trí nào trên cung hàm. Do đó thì có thể áp dụng cho mọi trường hợp mất răng, bao gồm mất một răng, mất nhiều răng hay là mất răng toàn hàm. Như vậy thì implant không hề kén chọn đối tượng áp dụng. Và hầu hết các đối tượng mất răng đều có thể thực hiện được phương pháp phục hình này. Thứ ba, đó là tính thẩm mỹ. Trồng răng implant thì đảm bảo tính thẩm mỹ cao và lâu dài hơn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thẩm mỹ của một chiếc răng hay là một hàm răng sẽ được đánh giá dựa trên hai yếu tố. Đó là thẩm mỹ hồng và thẩm mỹ trắng. Thẩm mỹ hồng đó là những yếu tố của mô mềm, đường viền lợn hay là môi. Và thẩm mỹ trắng đó là màu sắc, hình thể của chiếc răng. Và khi bị mất răng thì thẩm mỹ hồng cũng có hiện tượng là bị teo lại, co ngót lại. Và phương án cầu răng sứ chỉ giải quyết được phần thân răng mà không thể giải quyết được phần xương hàm hay là phần lợn. Trong khi đó thì trồng răng implant thì lại có thể khắc phục tốt cái điều này. Với việc thiết kế khớp nối, mạo sứ cá nhân hóa theo từng người cũng có thể giúp tạo hình được đường viền lợn, tránh cái việc bị teo ngót lợn. Bên cạnh đó thì răng sứ cá nhân hóa cũng có độ trong, độ đục, mang đến cái màu sắc tự nhiên giống như là một chiếc răng thật. Và hiện tại, nha khoa lập Intech là một trong số ít các nha khoa tại Việt Nam ứng dụng công nghệ phục hình cá nhân hóa DCT. Và trên tay tôi đã là một cái mẫu hàm có một số răng sứ trên implant làm theo công nghệ DCT tại Lào Việt Intech. Thì cùng tôi phân tích, đây là chiếc răng sứ mà chúng tôi đang sử dụng cho phần lớn các khách hàng. Đó là răng sứ 3D Pro Multilayer, có độ trong phù hợp giống như là một cái răng thật, giúp cho cái thẩm mỹ trắng sẽ được nổi bật, nêu bật lên. Và thứ hai nữa đó là cái phục hình cá nhân hóa bằng Customized Abutment Zirconia. Thì với cái phục hình cá nhân hóa này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có độ cong, độ uốn lượn theo chính cái đường viền lợi của từng người. Như thế thì có thể đưa được cái đường viền lợi giống như là một cái đường viền lợi trên cái răng thật. Từ đó thì làm một cái răng sẽ không bị co ngót hay là bị tụt lợi, khiến cho cái răng trông thật hơn và tự nhiên hơn. Và đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của loại phục hình cá nhân hóa so với lại những cái phục hình bán sẵn như Stock Abutment. Đồng thời thì răng sứ ở trên implant thì sẽ được kết nối một cách chính xác do chúng tôi sử dụng công nghệ DCT, được giả lập và thiết kế răng sứ Abutment ở trên máy tính. Đó là điều khác biệt giữa công nghệ DCT với các công nghệ phục hình truyền thống hiện tại. Và nó vượt trội hơn rất nhiều so với lại phương án phục hồi bằng cầu răng sứ. Thứ tư, đó là về tuổi thọ của răng. Thông thường thì cầu răng sứ có thể ổn định và tồn tại từ 5 năm đến 15 năm nếu như vệ sinh răng miệng tốt, lấy cao răng thường xuyên và tái khám định kỳ. Trong khi đó thì cấy ghép implant có tuổi thọ lên đến hơn 40 năm hoặc tồn tại suốt đời. Đã có rất nhiều các cái minh chứng cho thấy rằng là tuổi thọ của implant là vĩnh viễn. Có thể kể đến như Larson, người cấy ghép implant đầu tiên trên thế giới. Và sau hơn 40 năm cấy ghép implant, mặc dù các răng thật thì đều rụng dần
theo thời gian do tuổi tác, nhưng răng implant thì vẫn còn tồn tại một cách khỏe mạnh trên cung hàm. Tại Việt Nam thì cây implant đầu tiên được cấy vào năm 1994 cho đến nay thì bệnh nhân cũng vẫn còn sử dụng tốt và ăn nhai hiệu quả. Điều này cho thấy rằng đó là implant có tuổi thọ cao gấp nhiều lần so với lại cầu răng sứ. Nguyên nhân đó là bởi phương pháp này sử dụng một trụ titanium đưa vào trong xương hàm. Và đây là một loại vật liệu cao cấp được xử lý bề mặt giống như lớp xương người. Và sau khoảng 2 đến 3 tháng thì trụ sẽ nhanh chóng tích hợp với xương hàm. Và khi đã tích hợp xương thì bác sĩ mới tiến hành lắp răng sứ lên trên. Điều này giúp tăng khả năng chịu lực cho tuổi thọ lên tới vài chục năm. Thứ năm đó là về chi phí phục hình. Nhiều cô chú và anh chị khi tham khảo thì thấy trồng răng implant có chi phí cao hơn so với lại cầu răng sứ. Có đúng không ạ? Tuy nhiên thì điều này chưa chắc. Bởi lẽ khi mà thực hiện cầu răng sứ thì tuổi thọ chúng chỉ diễn ra từ 5 năm đến 10 năm. Sau đó thì chúng ta lại phải làm lại mới, thậm chí phải làm nhiều hơn số lượng răng chúng ta đã làm. Điều này thì vô hình sẽ gây tốn kém hơn so với cái dự kiến của chúng ta ban đầu. Trong khi đó thì trồng răng implant là một phương pháp làm một lần và gần như là chúng ta sử dụng trọn đời. Như vậy thì nếu như việc trồng răng implant có chi phí cao hơn thì đó cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì việc thực hiện trồng răng implant thì sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của các công nghệ máy móc tân tiến chuyên phục vụ cho việc cấy ghép implant. Ví dụ như khi trồng răng implant thì cô chú và anh chị bắt buộc phải có thiết bị này. Đây là chiếc máy chụp phim silicon beam. Chiếc máy này khá là đắt đỏ nhưng lại có rất nhiều võ. Chiếc máy này cho phép xoay 360 độ xung quanh khuôn mặt của bệnh nhân. Từ đó chúng tôi có thể đưa vào những công nghệ số hóa để xác lập, cung cấp những hình ảnh 3 chiều như mật độ xương, thể tích xương, chiều cao xương hay là nhìn được những cái cấu trúc vùng xung quanh. Từ đó đưa ra được những cái phác đồ điều trị một cách chính xác nhất. Ngoài ra thì implant có chi phí cao bởi vì trụ implant được thực hiện bằng vật liệu quý thì hiện không sản xuất được ở trong nước nên chúng ta cần phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Trồng răng implant cũng là một kỹ thuật phức tạp nên đòi hỏi bác sĩ cần có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thì mới có thể thực hiện tốt được. Tại Nha Khoa Lợi Vĩnh Tech hiện nay thì các bác sĩ phải có đảm bảo được đào tạo chuyên sâu về implant, có chứng chỉ hành nghề rõ ràng và phải thực hiện được ít nhất 500 ca lâm sàng trở lên mới đủ điều kiện để cấy ghép implant. Dựa vào những so sánh trên thì chắc hẳn cô chú và anh chị cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Với 10 năm kinh nghiệm thực hiện trên 1.000 ca lâm sàng thì tôi khẳng định với cô chú và anh chị, trồng răng implant hoàn toàn là một lựa chọn lý tưởng. Nó vượt trội hơn bất kỳ một phương pháp phục hình nào đang được áp dụng hiện nay. Trồng răng implant thì đáp ứng tốt về cả chức năng, tuổi thọ, tính thẩm mỹ và khả năng ngăn ngừa tiêu xương. Đồng thời là tái lập cho chúng ta một chiếc răng khỏe mạnh và ăn nhai bền vững. Đó là những yếu tố tiên quyết giúp cho cô chú và anh chị có được một hàm răng ăn nhai tốt, thẩm mỹ đẹp theo thời gian. Do đó, nếu như có điều kiện thì cô chú và anh chị nên lựa chọn phương án này để thay thế những cái răng đã mất. Vừa rồi là những chia sẻ của tôi về việc lựa chọn phương pháp trồng răng implant hay là làm cầu răng sứ. Và ắt hẳn cô chú và anh chị cũng đã có được sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào hoặc có trường hợp mất răng nào mà cô chú và anh chị muốn tư vấn hoặc là muốn nha khoa giải đáp thì hãy liên hệ với chúng tôi để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho cô chú và anh chị một cách tốt nhất. Đừng quên ấn theo dõi, like để chờ đón những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.